ついに開き直って絶望に手を伸ばしたか。みんなありがとう。俺はもう何も恐れない。 封印されしエクゾディア。何今お前のカードが全て揃った。 Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. Trước khi bạn tắt quảng cáo này, hãy để tôi hỏi bạn một câu. Cái quần này có đẹp không? Không. Không là không thấy lợn nào được. Tôi cá chắc 50% người nhìn vào bạn sẽ hỏi rằng: ôi, đây có phải là quần Âu của 360 Boutique với chất liệu vải ren claw mang lại cảm giác thoải mái khi mặc, co giãn tốt, chống nhăn và bền màu đúng không? 50% còn lại sẽ hỏi là: giá của cái quần này bao nhiêu? Không! 199k. Nhưng khi bạn nhập mã chỉ dành riêng cho những người xem cờ nhích nóng này sẽ được giảm thêm 20k. Nghĩa là cái quần này sẽ có giá là 179k. Quá hời cho một cái quần dành cho các anh em dân gõ phím văn phòng, đi lễ quậy tiệc, dạo đường quẩy phố. Ưu điểm không chỉ là bền, thoải mái, giá cả phải chăng. Hãy nhìn vào anh bạn Tu Len trước khi mặc quần của 360 Boutique. Tại sao phải làm vua? Vì ta có thể làm thần. Và đây là sau khi Tu Len mặc quần của 360 Boutique. Đúng vậy, trông anh bạn Ma Vương của chúng ta cực kỳ sang trọng. Như tấm ảnh này, cái quần này thu hút tới mức bạn không hề để ý rằng cái áo của Tu Len bị xé tặc hai lỗ ở hai đầu ti. Link mua hàng ở phần mô tả và ghi bình luận. Nhận hàng không chuẩn anh em cứ đánh giá 1 sao, đọc kỹ sử dụng trước khi hướng dẫn. Tạm biệt anh em.